Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tiểu Anh Channel. Thì sáng hôm nay Tiểu Anh sẽ review cho tất cả quý cô chú anh chị một phân khúc, đó chính là căn hộ. Nhưng căn hộ này là thuộc loại căn hộ thông minh, căn hộ được đánh giá là chuẩn về nội thất cũng như là vị trí rất là đắc địa tại phố biển Nha Trang, đặc biệt là cánh phía tây thành phố Nha Trang. Thì vị trí mà các anh chị cô chú đang nhìn thấy, đây là tuyến đường vành đai 2, là con đường kết nối đi sân bay, đi Nguyễn Tất Thành và hướng vào nội khu của trung tâm thành phố Nha Trang. Thì bây giờ thì anh sẽ đi chi tiết về căn hộ mẫu cho quý cô chú anh chị cùng xem qua. Và đây chính là căn hộ mẫu với diện tích 74 m², gồm 2 phòng ngủ, 2 toilet. Căn hộ này được vào gói nội thất theo chuẩn 5 sao với giá chỉ 34 triệu trên 1 m². Còn như nếu như quý cô chú anh chị chúng ta không vào nội thất thì giá đầu tư sẽ là 31 triệu 200 trên 1 m². Và căn hộ này của chủ đầu tư Vicen với một thiết kế hiện đại lấy ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là view trực diện sông Quán Trường. Sông Quán Trường là một vị trí sông rất là mát, tọa lạc tại phường Phước Hải. Và vị trí căn hộ này có sổ hồng trao tay. Nếu như bây giờ các chị cô chú đầu tư thì 6 tháng cho đến 1 năm chúng ta sẽ được nhận bìa hồng. Và có một điều rất là đặc biệt tại dự án căn hộ với tên gọi là Luxury Riverside tại phố biển Nha Trang này, đó chính là căn hộ này được cho người nước ngoài sở hữu với giá cũng như với cơ hội đầu tư nó rất là rõ ràng. Phần hoàn thiện cơ bản sẽ là 31 triệu 200 trên 1 m² và giá đầu tư có gói nội thất giống như hình ảnh cô chú các anh chị đang nhìn thấy đây, gần như là đạt chuẩn 5 sao, thì chi phí đầu tư sẽ là 34 triệu trên 1 m² và diện tích tất cả các căn hộ sẽ dao động từ 47 cho đến là 81 m². Quý cô chú anh chị cảm thấy căn hộ này phù hợp với phân khúc nhà ở cũng như phù hợp với tài chính của mình để đầu tư trong tương lai, thì vị trí này cũng khá là được đánh giá cao tại phố biển Nha Trang. Đặc biệt chủ đầu tư uy tín, bàn giao sổ hồng nhanh gọn lẹ và với thiết kế vị trí độc tôn tại cánh phía tây. Thì đây chính là cơ hội để cho tất cả quý cô chú đầu tư đi xem căn hộ mẫu và ra quyết định đầu tư sớm nhất. Hãy liên hệ cho Tỷ Anh qua số điện thoại được ghim trên màn hình. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi hết video. Hãy ủng hộ Tỷ Anh bằng cách đăng ký like, comment hoặc là share cơ hội đầu tư này đến cho tất cả quý cô chú cũng như anh chị, bạn bè gần xa đang tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai tại phố biển Nha Trang, đặc biệt là đến với dự án CT1 Luxury Riverside này nha. Và đừng quên lựa chọn cho mình một căn hộ ưng ý, hợp lý về tài chính ngay nhé. Hãy liên hệ cho Tỷ Anh theo số điện thoại ghim trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video khác trên kênh của Tỷ Anh Channel.